Vâng, xin chào tất cả anh chị. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với khóa học phát triển hệ thống đại lý bán hàng online dành cho những người bán hàng mỹ phẩm, bán sản phẩm làm đẹp hoặc thực phẩm chức năng. Đây là một cái khóa học mà giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi được thiết kế và được sáng tạo cũng như là chia sẻ những kinh nghiệm dành riêng cho những người mà phát triển những cái sản phẩm làm đẹp, sản phẩm chăm sóc sức khỏe hoặc là các cái dịch vụ làm đẹp muốn phát triển mô hình kinh doanh theo cách thức là phát triển hệ thống đại lý bán hàng trực tuyến. Có một câu nói như thế này, bạn muốn bán 1.000 đơn hàng thì bạn sẽ có hai cách để làm điều đó. Cách thứ nhất là bạn đi tìm 1.000 khách hàng. Cách này thì chúng ta đã biết rồi đúng không? Chúng ta rất vất vả để đi tìm 1.000 khách hàng. Cách thứ hai là bạn hãy đi tìm một người bán. Vậy thì 1.000 người bán hàng sẽ đem về cho chúng ta, giả sử rằng mỗi một tháng một người sẽ bán được một sản phẩm, thì một tháng bạn sẽ bán được 1.000 sản phẩm. Mỗi một tháng một người bán được 3 sản phẩm thì một tháng bạn sẽ bán được 3.000 sản phẩm. Tất nhiên đây là cách chúng ta tính lý thuyết như vậy. Và cái mô hình này là mô hình mà tôi muốn nói với các bạn là chúng ta xây dựng hệ thống người bán hàng trực tuyến thông qua những cái chương trình tuyển dụng, chương trình đào tạo, chương trình kết nạp các thành viên và các cái người bán hàng online, cộng tác viên, đại lý các cấp để chúng ta phát triển hệ thống của chúng ta. Tôi cũng xin nói thêm rằng đây là cái mô hình cũng đang rất là phát triển trên thị trường, đặc biệt là đối với những cái sản phẩm làm đẹp, sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt là đối với những sản phẩm làm đẹp, sản phẩm chăm sóc sức khỏe là người ta áp dụng rất là nhiều tại Việt Nam. Đây không phải là mô hình đa cấp giống như là những cái sản phẩm bán hàng đa cấp ở trên thị trường offline, mà đây là cái phương thức bán hàng theo hệ thống đại lý. Chẳng qua rằng là các đại lý này là đều bán hàng online, không nhất thiết là phải có cửa hàng cửa hiệu, không nhất thiết là phải nhập hàng và sẽ không có cơ chế hoa hồng thưởng cho những người giới thiệu giống như là trong mô hình đa cấp. Thì đây là cái mô hình mà nó phát triển live, sáng tạo giữa mô hình đa cấp truyền thống, tức là nó cũng có phát triển theo cấp bậc đa, tức là nhiều cấp và cấp bậc đúng không ạ, và mô hình trực tuyến, tức là chúng tôi cũng có nhiều cấp bậc đại lý nhưng mà chúng tôi phát triển theo dạng là đại lý trực tuyến đó. Thế thì những ai thì nên tham dự cái khóa học này? Thì những người mà kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm, lĩnh vực làm đẹp, các cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm chức năng, các bạn nên học chương trình này. Đây là chương trình dành riêng cho việc là phát triển hệ thống bán hàng thông qua hệ thống đại lý trực tuyến và giúp các bạn bùng nổ doanh số để các bạn có thể bán được nhiều hàng hơn, bán được bền vững hơn mà không nhất thiết phải sử dụng đến phương thức quảng cáo, đúng không ạ? Thế thì nội dung của cái khóa học này sẽ bao gồm những cái gì? Thì khóa học này sẽ là một cái khóa học cơ bản, những nội dung rất là thực tế về cái việc là cách mà chúng ta phát triển một cái đội nhóm, phát triển một cái hệ thống các đại lý bán hàng trực tuyến như thế nào, và đưa ra cho các anh chị một số lời khuyên, một số kinh nghiệm mà bản thân giảng viên cũng là người đi tư vấn, là người đi đào tạo và người trực tiếp phát triển một số các hệ thống bán hàng trực tuyến như vậy, thì giúp cho các bạn dễ dàng tuyển dụng đại lý hơn, giúp cho các bạn phát triển cái mô hình này tốt hơn. Nếu như mà các bạn đang muốn làm đại lý của một cái thương hiệu nào đó, hoặc là các bạn muốn làm nhà phân phối hoặc sản xuất trực tiếp sản phẩm để phân phối ra thị trường Việt Nam hoặc là ra thị trường thế giới, các bạn đều có thể làm được theo mô hình này. Một cái mô hình rất là thông minh, kết hợp giữa mô hình bán hàng đa cấp truyền thống, loại bỏ đi những nhược điểm của mô hình bán hàng đa cấp, tận dụng những cái ưu điểm của mô hình bán hàng đa cấp, kết hợp với cái việc mà bán hàng online thông qua các cái nền tảng Facebook, website, YouTube, Zalo vân vân. Và tất cả những nền tảng này thì các bạn đã thấy rằng là thầy Phan Anh cũng đều có các khóa học độc lập hỗ trợ tư vấn và giúp cho các bạn có thể bán hàng thật tốt trên các nền tảng này rồi. Đấy. Thì nội dung nó sẽ là các cái bài học, các bài học có thể là những cái bài học mà tôi chiêm nghiệm, tôi viết ra. Thí dụ như là phát triển hệ thống bán hàng online là gì đúng không ạ? Rồi những cái sản phẩm gì thì chúng ta nên bán áp dụng theo mô hình này. Rồi thì những cái yếu tố để có thể là phát triển một cái mô hình bán hàng online thành công. Rồi thì những cái chiến lược phát triển cái hệ thống như thế này, làm nào để tuyển dụng được nhiều đại lý, nhiều khách hàng đúng không ạ? Rồi xây dựng cái bộ sale kit, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, cung cấp cái chương trình đào tạo và nội dung đào tạo cho hệ thống. Đấy, các cái công cụ để mà giúp cho các đại lý có thể bán hàng, bán được hàng đúng không? Các kênh phân phối để các đại lý có thể bán được hàng. Rồi thì các cái
đòn bẩy về tâm lý, xây dựng hình ảnh uy tín thương hiệu của người chủ, CEO của thương hiệu, đấy rồi thì xây dựng đội nhóm vân vân, rất nhiều những cái nội dung mà tôi nghĩ rằng rất là có ích cho các bạn, với tư cách các bạn là thủ lĩnh nhóm hoặc các bạn là CEO của một nhóm hay là CEO của một thương hiệu, hoặc là các bạn là một thành viên của một nhóm, hoặc là các bạn muốn phát triển theo mô hình này thì tôi nghĩ cũng rất là được. Bản thân tôi cũng rất là ấp ủ phát triển một cái mô hình như thế này. Năm ngoái thì tôi cũng đã thử nghiệm một số các sản phẩm và có một số các kinh nghiệm nhất định để năm nay chúng tôi phát triển tiếp. Và nếu như các bạn đang xem video này thì các bạn có thể liên hệ với tôi để chúng ta có thể là hợp tác với nhau cùng phát triển. Có thể phát triển sản phẩm của bạn, có thể phát triển sản phẩm của tôi, chúng ta cùng nhau. Bởi vì như tôi nói, cách tốt nhất để bán được 1.000 sản phẩm đấy chính là tìm 1.000 người bán thay vì tìm 1.000 người mua. Bởi vì 1.000 người mua người ta sẽ mua một lần, còn 1.000 người bán người ta sẽ bán suốt cho chúng ta, đúng không ạ? Và với 1.000 người bán thì mỗi một người sẽ đi tiếp xúc với 3 khách hàng, 5 khách hàng, thì chúng ta sẽ một tháng chúng ta sẽ tiếp xúc được với 5.000 khách hàng. Còn một mình chúng ta mà tiếp xúc với 5.000 khách hàng thì tôi cho rằng là rất là vất vả, đúng không? Ok, tạm thời cái bài học đầu tiên, cái video đầu tiên giới thiệu sơ lược về cái khóa học là phát triển hệ thống đại lý bán hàng online và giúp cho bùng nổ doanh số bán hàng trực tuyến thông qua cái việc là phát triển chương trình đại lý như vậy. Tôi xin phép được giới thiệu với các anh chị và các bạn và xin được hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo, những bài học đầu tiên cũng như là những bài học cơ bản và nâng cao của chương trình này. Rất hy vọng chúng ta sẽ có một cái chương trình học tập, trao đổi và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc kinh doanh. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn.